Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà luật và diện mạo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thu 300 triệu trên mỗi lốt xe cửa khẩu. Các nhà luật không thể tự tung tự tác để ngang nhiên thu tiền của tài xế và chủ hàng nếu không có sự dung túng và tiếp tay của cán bộ. Hiện tượng này đã phổ biến từ rất lâu. Tuy giá làm luật tăng cao do tình trạng xe nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc bị ùn ứ hàng ngàn chiếc tại cửa khẩu tại Lạng Sơn. Theo điều tra của phóng viên Báo Giao thông, mỗi xe xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu ở Lạng Sơn, ngoài việc phải chi tiền làm luật hàng chục triệu đồng, chủ hàng muốn được thông quan nhanh còn phải chi cả trăm triệu đồng để mua lốt. Đây là hình ảnh các biên nhận chi tiền cho thấy doanh nghiệp và người dân cắn răng chi hàng trăm triệu đồng mua lốt xuất nông sản qua cửa khẩu ở Lạng Sơn. Tác giả Trần Văn đã bình luận trên hiện tượng trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, scandal bán chỗ, tiếng lóng là bán lốt cho những xe vận tải cần thông quan để mang nông sản Việt Nam sang Trung Quốc, coi như đã được xử lý xong. Sau khi công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã khởi tố và tống giam hai nhân viên đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc vì nhận hối lộ cùng với một người đàn ông giữ vai trò trung gian giữa bên mua lốt và bên bán lốt vì tội đưa hối lộ. Chuyện vài ngàn xe vận tải chở đủ loại nông sản từ khắp nơi ở Việt Nam sang Trung Quốc nhưng bị kẹt tại các cửa khẩu ở Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Mà thuộc Lạng Sơn đã xảy ra từ cách đây vài tháng. Không chỉ nông dân, thương lái mà các doanh nghiệp chuyên thu mua nông sản để xuất cảng sang Trung Quốc cũng điêu đứng. Sự điêu đứng này không đơn thuần vì Trung Quốc thay đổi chính sách để ngăn ngừa dịch bệnh. Cũng theo loạt bài điều tra do tờ Giao thông thực hiện, thì để thoát cảnh dài cổ đợi chờ, nông sản hư thối phải đổ bỏ, hoặc chủ hàng hoặc tài xế xe chở hàng sẽ phải chi hàng trăm triệu đồng mua lốt, tức là mua chỗ để có thể hoàn tất thủ tục thông quan sớm hơn, không phải chờ đợi như các chủ hàng khác hoặc tài xế khác. Tiền mua lốt chỉ là một trong số những khoản phải chi khi chở nông sản sang Trung Quốc. Ngoài tiền mua lốt, chủ hàng hoặc tài xế phải trả tiền luật và những chi phí chính thức cho cả phía Việt Nam và Trung Quốc. Trước kia, chi phí cho một xe vận tải thông quan với Việt Nam dao động trong khoảng từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Khoản này bao gồm cả tiền luật lẫn các chi phí chính thức. Từ khi Trung Quốc thực thi các biện pháp kiểm soát nhập cảng với lý do ngăn ngừa dịch bệnh, dẫn tới tình trạng xe vận tải chở nông sản bị nghẽn ở các cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. Riêng tiền luật đã có lúc tăng lên đến 20 triệu đồng mỗi xe. Đây là hình ảnh sơ đồ mô tả quy trình cho thấy xe tải sau khi đến Lạng Sơn phải trải qua rất nhiều khâu thủ tục mới sang được đến Trung Quốc. Mỗi khâu thủ tục đều tốn kém, chưa kể chi phí lưu kho và ăn ở cho tài xế. Dựa trên số liệu thu thập được, từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến ngày 12 tháng 1 năm 2022, ba cửa khẩu ở Lạng Sơn đã giải quyết cho thông quan 3.200 xe vận tải chở nông sản xuất cảng sang Trung Quốc. Báo Giao thông ước tính với số lượng xe được thông quan từ 25 xe đến 80 xe mỗi ngày, nếu chỉ tính tiền luật ở mức chỉ hữu nghị là 10 triệu đồng mỗi xe, chưa kể tiền mua lốt, các chủ hàng và tài xế đã phải bỏ ra 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Và câu hỏi đặt ra là khoản tiền khổng lồ đó đã đi đâu? Và vào túi ai? Chắc chắn không phải đổ hết vào túi ba nhân vật vừa bị công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố và tống giam. Liên quan đến kiểm soát thông quan nông sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, có nhiều ngành bao gồm công an, biên phòng, hải quan ở nhiều cấp, huyện, tỉnh. Theo những phóng viên thường trực, hiện loạt bài điều tra vừa kể thì các nhân viên hữu trách biết rất rõ về sự hiện diện của nhà luật. Họ gọi đó là mô hình nhà luật. Một cán bộ làm việc tại trạm kiểm soát liên ngành của Lạng Sơn đặt ở Dốc Quýt cho biết. Và có khoảng 10 nhà luật làm việc ở khu vực Dốc Quýt từ nhiều năm, trong đó có cả thân nhân của những người làm việc trong trạm. Thậm chí, từ khi xe vận tải chở nông sản xuất cảng bị nghẽn do Trung Quốc siết chặt việc nhập cảng nông sản để ngăn ngừa dịch bệnh, khu vực Dốc Quýt đột nhiên có thêm 4-5 nhà luật mới là cung cấp dịch vụ bán lốt với giá rất mắc, song hiệu quả rất cao mà các nhà luật có thâm niên lâu hơn không thể bị được bởi không thể sắp đặt cho khách hàng thông quan suôn sẻ như thế. Và loạt bài điều tra của tờ Giao thông đính kèm rất nhiều ảnh, ấn tượng nhất là những tấm ảnh chụp tin nhắn trao đổi, mặc cả giữa chủ hàng, tài xế với các nhà luật về tiền luật.
Đây là hình ảnh biên nhận đã nhận đủ số tiền luật là hơn 14,5 triệu đồng của nhà luật tại cửa khẩu Tân Thành. Thậm chí có nhà luật còn viết hóa đơn ký tên xác nhận đã nhận đủ tiền luật để tài xế có chứng cứ về tính toán lại với chủ hàng. Có một điều đáng ngạc nhiên là chính quyền tỉnh Lạng Sơn và công an của tỉnh này không thấy khen và cũng không thấy thẹn khi câu chuyện nhà luật, tiền luật được kể công khai. Phó Chủ tịch tỉnh bảo với báo chí đã yêu cầu công an tỉnh và bộ đội biên phòng và cục hải quan báo cáo cung cấp thông tin. Còn Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thì dõng dạc tuyên bố rằng công an tỉnh này mới bắt 3 người để điều tra. Cứ cho là bây giờ lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và công an tỉnh này mới biết về nhà luật và tiền luật, nhưng nếu giờ mới biết khi tình trạng đã kéo dài hàng chục năm thì với năng lực và nhận thức trách nhiệm hạn chế như thế, họ cũng xứng đáng nhận lương, xứng đáng được đãi ngộ để thực thi công vụ trong phạm vi trách nhiệm của họ hay không. Thượng cấp của họ có thấy thẹn mỗi khi vỗ ngực tuyên xưng hệ thống là của dân, do dân và vì dân hay không? Chưa thể biết tiền luật đi vào túi ai, nhưng chắc chắn những khoản tiền đó đã biến mồ hôi của người nông dân là những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trở thành nước mắt. Đây là hình ảnh bữa cơm tài xế bày ra ngay tại nơi xe đậu, trong cái xe chờ có khi cả tháng trời ở cửa khẩu. Những chi phí như tiền luật, tiền mua lốt có khác gì một loại nhiên liệu để các hệ thống đang thực thi kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vận hành loại máy ép liên tục ép giá nông sản thành bèo bọt và ép nông dân tới sát đáy của cùng khổ, và các thế hệ nông dân cứ thế thay nhau cắn răng mà chịu. Luật bàn về sự việc này, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thất đức của các đối tượng liên quan. Trong khi người dân và doanh nghiệp như đang ngồi trên đống lửa thì gặp phải khó khăn trong việc xuất khẩu sang bên kia biên giới, thậm chí phải đổ bỏ nông sản, thiệt hại lớn về tiền bạc, thì những đối tượng này lại có hành vi tán tận lương tâm, bóc cả xương tủy của người dân và doanh nghiệp. Hành vi trục lợi trên, sự vất vả, khó khăn của người dân như thế này thì cần phải xử lý nghiêm, cần thiết phải coi đây là tình tiết tăng nặng của hành vi phạm tội. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã nói như vậy. Đại biểu Lê Thanh Vân cũng cho biết thêm, sự việc này khiến ông liên tưởng đến vụ việc công ty Việt Á đẩy giá thép kít mà Bộ Công an đang điều tra lên ở mức trên trời. Ông nói, dù hai lĩnh vực khác nhau, nhưng vụ Việt Á và vụ này có cùng điểm chung là các đối tượng đều lợi dụng sự khó khăn của nhân dân để trục lợi cho bản thân. Bắt người dân và doanh nghiệp phải nộp hàng chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng, thì quả thật là ăn trên xương tủy của người dân, ông Vân đã nói. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân. Xe qua cửa khẩu nhanh hay chậm nhờ nhà luật, câu hỏi được đặt ra. Theo quy định, tại các cửa khẩu biên giới, các tài xế chở hàng phải ăn, nghỉ trên xe hoặc đến các khu cách ly tập trung tại cửa khẩu để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, chủ xe, chủ hàng cũng không thể đến tận nơi để hoàn thiện thủ tục thông quan, xuất khẩu hàng hóa. Vì thế, việc xuất khẩu nhanh hay chậm đều trông chờ vào các nhà luật, là một dạng cò thủ tục hành chính. Lợi dụng việc thông quan khó khăn hơn so với trước đây, khoản tiền làm luật đã bị các nhà luật đẩy từ mức 6 đến 8 triệu đồng như thường lệ lên tới vài chục triệu đồng. Các lái xe, chủ xe không có cách nào khác là buộc phải chấp nhận. Đáng chú ý, chủ hàng muốn thông quan nhanh còn phải chi cả trăm triệu đồng để mua lốt. Xe nào mua lốt thì được lên cửa khẩu sớm hơn, còn không thì phải nằm chờ. Có khi thời gian chờ đến lượt thông quan cũng lên tới hơn 20 ngày. Chẳng hạn với một xe chở mít hay chở thanh long, nếu xe được thông quan sớm thì chủ hàng lãi lớn vì bên kia biên giới đang khan hàng. Còn nếu để 20 ngày hay một tháng sau mới đến lượt, lúc đó hàng sẽ bị thối, hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng, dù được bảo quản lạnh đến mấy. Chính điều này mà nhiều chủ hàng chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để được sớm lên cửa khẩu. Thời gian cao điểm có cả ngàn xe container xếp hàng thì việc mua lốt cũng không phải là dễ và giá đương nhiên cũng rất cao, có khi lên tới cả hơn 100 triệu đồng. Báo Giao thông cho biết như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Báo Xuân Pháp Luật đưa nhân vật vi phạm pháp luật lên bìa. Tờ Báo Xuân lẽ ra là tập hợp của những bài viết và sự kiện độc đáo nhất của trong năm. Tuy nhiên, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Xuân thì ngược lại.
Họ chỉ tô hùng và ca tụng những người nhiều tiền, nhiều của, nhưng có nhiều hành vi trái với đạo lý, khiến cho dư luận dị nghị, bất bình. Tác giả Nguyễn Như Mai đã có bài bình luận về sự việc như trên trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xuân năm nay đã mở mắt cho bạn đọc rằng khi chỉ biết kiếm tiền thì một tờ báo có thể ngang nhiên tác nghiệp hoàn toàn trái với tôn chỉ mục đích của nó như thế nào. Và năm 2021 vừa qua của Việt Nam cũng như của thế giới là một năm đặc biệt khi hầu như toàn bộ hoạt động đều xoay quanh dịch bệnh. Theo sau là những nỗ lực hỗ trợ âm thầm cho công cuộc chống dịch như lực lượng tự vệ, giao hàng, bộ đội, tiểu thương, vân vân. Đây là hình ảnh ba nhân vật được Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải là các nhân vật tiêu biểu của năm tại Việt Nam, bao gồm VinFast, Trịnh Văn Quyết và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Không có những con người nào đáng trân trọng và tôn vinh bằng những con người ấy, là hàng ngàn ấn phẩm cũng chưa đủ để kể hết những gì họ đã làm và ý nghĩa của nó với những y bác sĩ tận tình khắp nơi. Là một tờ báo mạng ngay trong tên mình, địa danh Thành phố Hồ Chí Minh, thì những gì xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 càng phải là chủ đề quan trọng và xuyên suốt của nó. Thế nhưng bìa tờ báo xuân năm 2022 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tuyệt đối không hề nhắc đến những con người đã cống hiến và hy sinh cho đại dịch. Không một chữ nào, không một tấm ảnh nào, mà nó dành hoàn toàn cho các doanh nhân giàu có gồm 4 người, đó là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Cà Phê, ông Trịnh Văn Quyết, FEC và Bamboo Group với VinFast và Sun Group. Đáng tiếc thay và cũng trùng hợp thay, toàn bộ 4 đại gia này đều là những gương mặt có tiếng tăm, nhiều mâu thuẫn trong kinh doanh hoặc đời tư. Thậm chí tỷ phú Trịnh Văn Quyết cũng vừa bị điều tra với cú bán lậu cổ phiếu, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Nhân vật số 1 là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, doanh nghiệp cà phê King Coffee. Trên trang bìa chiếm trọn vẹn là hình bà Thảo. Bà Thảo là một doanh nhân giỏi nếu cứ nhìn vào tư duy quy mô của doanh nghiệp bà đang nắm giữ. Nhưng sự nổi tiếng của bà lại không đến từ những sản phẩm của công ty, mà là từ cuộc ly hôn nghìn tỷ vô cùng ầm ĩ từ mấy năm trước đến nay. Làng báo Việt Nam cũng không lạ gì câu chuyện bà Thảo từ nhiều năm trước đã cùng một số người trong làng báo nhưng đã chuyển nghề ra làm công ty truyền thông, lập thành một ekip để chơi cuộc chiến truyền thông với chồng bà, ông Đặng Lê Hoàng Nguyên Vũ, với thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ekip này đánh tiếng với rất nhiều tờ báo để xin gặp và kể câu chuyện về người đàn bà cùng chồng tay trắng làm nên sự nghiệp rồi buộc phải ly hôn cay đắng như thế nào. Trong câu chuyện, bà Thảo tự vẽ bản thân là người phụ nữ xuất sắc về mọi phương diện. Bất ngờ nhất là thông tin bà chính là linh hồn của doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên, mà từ trước đến giờ xã hội chỉ biết đến ông tổng giám đốc là ông Vũ, chồng của bà. Đây là hình ảnh cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng tỷ phú cà phê Trung Nguyên khiến dư luận quan tâm trong suốt thời gian qua. Nào là bà là hoa khôi, con nhà giàu có, cha mẹ kinh doanh vàng bạc, đá quý, nào là số vốn khởi nghiệp là của bà, nào là mọi định hướng, cách thức phát triển, kinh doanh là của bà, nào là điều hành và quản lý doanh nghiệp cũng hoàn toàn là của bà. Bên cạnh đó, bà còn sinh đẻ và nuôi dạy 4 đứa con đủ trai đủ gái, vẫn xinh đẹp, rạng ngời. Còn ông chồng thì sao? Chỉ là người đại diện cho doanh nghiệp, đi gặp gỡ bên ngoài, lo truyền thông và đối ngoại. Đã vậy còn bị mất trí, khùng khùng, ngược đãi vợ, lạnh nhạt với con, có bồ bịch, lấy tài sản của vợ chồng gây dựng nên, giao vào tay những nhân viên không đáng tin cậy để họ phá nát, vân vân. Thôi thì đủ cả thói hư tật xấu và nói trắng ra là không có tài. Rồi chốt lại câu chuyện mà bản thân thì như bà là hoàng tài sắc vẹn toàn, còn ông chồng như hình nhân yếu kém, kém cỏi và tồi tệ đến thế, bà vẫn khẳng định vẫn yêu chồng vô vàn và tuyệt đối không thể bỏ rơi nhau. Câu chuyện này cuối cùng được đăng tải trên một tờ báo điện tử ở Việt Nam, gây chú ý lớn lúc bấy giờ, với lời chú thích được viết cặn kẽ là trước đó không nhà báo nào có được cái gật đầu từ người đàn bà đẹp này. Nhưng rất nhiều người trong làng báo Việt Nam đều biết đến tận chân tơ kẽ tóc rằng trước đó bà Thảo và ekip đã đi gặp rất nhiều tờ báo. Khi ngồi lại với nhau, họ mới vỡ lẽ ra cái chuyện tưởng chỉ mình được nghe hóa ra đã được kể với rất nhiều lần với rất nhiều các tờ báo khác nhau y hệt. Kỳ diệu là nó chính xác đến từng mm,
một kịch bản vạch sẵn. Chỗ nào ngắt nghỉ, chỗ nào khóc đến nghẹn ngào rồi rút khăn ra lau mắt, rồi chỗ nào nói câu gì vân vân, đều giống nhau đến kỳ lạ. Kèm với bài báo là tấm ảnh trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp, cầm quyển sách cố ý phô ra ngoài cái bìa là đoạn kim cương, tức là tên một bộ kinh Phật giáo cổ, mọi thứ giả đến không thể giả hơn. Vậy thì bài thảo chiếm trọn bìa báo Xuân Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh là lý do gì? Câu hỏi cũng được đặt ra. Không nói ra thì làm báo ai cũng biết, đó là một khoản tiền lớn đã được trả trong nghề gọi là mua bìa. Có nhân vật thứ hai là ông Trịnh Văn Quyết, hay gọi là Quyết Còi, tổng giám đốc của FLC Bamboo Airways. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, tổng giám đốc FLC và Bamboo Airways. Mấy hôm nay, đây là nhân vật tai tiếng số 2 sau khi danh nhân tai tiếng nhất là ông Đỗ Anh Dũng, tổng giám đốc Tân Hoàn Minh, với cú bỏ cuộc lô đất đã được đẩy giá lên tới 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông ở Thủ Thiêm. Quyết thì bán lậu đến gần 75 triệu cổ phiếu, tức là bán mà không công bố thông tin giao dịch. Giá trị giao dịch là 1.750 tỷ đồng. Kết quả là giao dịch này đã bị hủy, buộc trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Tài khoản của ông Quyết tại các công ty chứng khoán cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán của nhà nước phong tỏa. Trên tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính, cũng đề nghị ngoài mức xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quyết theo luật chứng khoán, cần phải soi sang cả luật hình sự, vì vi phạm của ông này đã vi phạm điều 209 của bộ luật hình sự, tùy trường hợp có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ông Hải cũng cho rằng sự việc của ông Quyết gây thiệt hại không chỉ đến lợi ích của cổ đông FEC mà còn cả những nhà đầu tư của những doanh nghiệp làm ăn chân chính và cả nền kinh tế Việt Nam nói chung. Tai tiếng của ông Quyết trong lĩnh vực này không phải là lần đầu. Vào cuối năm 2017, ông này đã từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính vì đã vi hành tương tự như vậy với 57 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 400 tỷ đồng ở thời điểm đó. Chỉ có khác là lần ấy, ông Quyết đã qua mặt Ủy ban Chứng khoán thành công, bán xong vào thời điểm một tháng trước đó. Đó cũng là thời điểm cổ phiếu của FEC thanh khoản cao nhất so với bình quân trước đó với hàng chục triệu đơn vị mỗi phiên. Ngay sau cú làm ăn của ông Quyết, giá cổ phiếu của FEC rớt mất khoảng hơn 20% giá trị. Đây là hình ảnh chứng khoán lao dốc sau khi thông tin về FEC giao dịch chui và Tân Hoàn Minh bỏ cọc. Tiền thành giấy, thiệt hại này dĩ nhiên là các nhà đầu tư phải tự gánh lấy. Còn FEC cũng thành công trong việc cộng thêm một điểm tài tiếng. Chỉ có tiền tươi, thóc thật thì đã chảy vào túi Quyết. Đáng nói, vụ việc ồn ào này, ông Quyết chỉ bị phạt có 65 triệu đồng. Nó như cây me rụng lá, như con bò rụng lông vậy. Do vậy, hoài nghi rằng ông Quyết có người đỡ lưng để đi kiếm tiền không phải là không có cơ sở. Có lẽ vì thế mà hơn 4 năm sau, ông Quyết lại quên đường cũ, làm một ván nữa. Lần này, dường như cái ô tre đã bị thủng ở lỗ đâu đó, nên ông Quyết mới bị chặn ngay từ đầu, kèm với các biện pháp là hiện nay mới chỉ là đe dọa, chưa thành hiện thực, nhưng nghiêm khắc tính đáng thích đáng, khác hẳn với những lần trước đây. Đặc biệt, mỉa mai là chính tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 13 tháng 1 năm 2022 đã có một bài phê phán hành vi bán lậu cổ phiếu của ông Quyết rất quyết liệt và cặn kẽ. Ấy thế mà ngạc nhiên chưa, song song với thời điểm đó thì báo vẫn nhận quảng cáo mua bìa Tết và chạy bài bên trong trang cho ông Quyết với những tuyên bố hùng hồn kêu như đại bác như tôi nghĩ lớn chứ không nói nhỏ. Người của Bamboo Airways thì phải thấm nhuần tư tưởng khách hàng là ân nhân để biết ơn khách hàng, phục vụ khách hàng từ tận trái tim, tận tâm, chân thành. Rồi những phát đại ngôn này xuất ra từ chính miệng ông Quyết nghe đến phì cười. Và càng phì cười hơn so với sự dũng cảm bán thân lấy tiền tự vả vào miệng mình của lãnh đạo của tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân vật thứ ba là VinFast, kẻ đe dọa công an đến xử lý khách hàng. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube GoGo TV, sau khi tố cáo hàng loạt lỗi kỹ thuật của chiếc xe VinFast đã bị đe dọa đưa ra công an. VinGroup đã nổi tiếng trong làng báo chí Việt Nam vì tài ém nhẹm các thông tin bất lợi xảy ra trong hoạt động kinh doanh của mình và sở thích dọa dẫm khách hàng. Chắc quý vị cũng chưa quên sự việc vào tháng 5 năm 2021 khi thương hiệu này báo công an đi xử lý một khách hàng
vì đã dám làm clip chỉ ra quá nhiều lỗi của chiếc xe hơi VinFast anh ta mới mua. Còn trong group là nhóm cư dân Vincom thì đầy rẫy các than phiền về chất lượng căn hộ đắt trên trời, nhưng tường xây mỏng đến nỗi người bên này nói to thì bên kia cũng nghe. Vừa mới ở nhà mà tường đã nứt, kính trên tòa tháp thì lâu lâu rơi như pháo nổ xuống sân, và tiêu chí sinh thái thì hóa ra thiên nhiên và mảng xanh là những cây cảnh trồng trong chậu và ít hàng cây lơ thơ. Nhưng đố quý vị tìm được các thông tin này trên các tờ báo tại Việt Nam. Người làm truyền thông ở Việt Nam đều biết bộ máy quét tin của Vingroup làm việc cực kỳ hiệu quả. Chỉ một thông tin bất lợi lan truyền, họ lập tức gọi điện yêu cầu xóa, gỡ, giải thích đủ kiểu, mà nếu không được thì dọa. Và với tất cả sự dọa dẫm, ra oai, chất lượng hàng hóa tồi đó, thì VinFast dường như đường lên bìa báo xuân của pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, dạy cho người ta cách biến nguy thành cơ trong kinh doanh. Nhân vật thứ tư là Sun Group thì có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về phá rừng và làm du lịch sinh thái. Tạm thời chưa có đủ tư liệu về doanh nghiệp nên sẽ đề cập vào mục sau. Và phục thay hành động bán bàn thờ lấy tiền. Các thông điệp ngoài bìa báo mở đường cho bên trong chạy các bài báo đã chiếm cả trang A3 nhưng giặt một giọng quảng cáo lười nhác. Đây là hình ảnh đỉnh núi Bà Na bị tập đoàn Sun Group sở hữu biến thành khu du lịch nhân tạo. Sun Group rất nổi tiếng với những dự án phá nát thiên nhiên, cũng được tờ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Xuân đưa lên trang bìa. Thôi thì thu tiền để viết bài lăng xê, nhưng cũng phải có tí tự trọng là còn sót lại của người làm báo. Đằng này, tất cả 4 bài báo mua bìa đều như bê nguyên từ các thông tin báo chí của doanh nghiệp, toàn những lời quảng cáo và tự khen chung chung, sáo rỗng. Chẳng hề có những thông tin mới mẻ, chẳng có câu chuyện gây ấn tượng của người làm kinh doanh trong một năm gian khó. Cũng không hề có những câu hỏi sâu sắc và trúng chỗ để người được hỏi bật ra chút ít chất xám hay sự thú vị của bản thân mình, cũng như của doanh nghiệp mình, và chắc chắn không nhiều thì ít họ cũng phải có. Xấu hổ thay cho một tờ báo mà tiêu chí và trách nhiệm là tuyên truyền và thượng tôn pháp luật mà vì tiền, dám thượng cả nhân vật vi phạm pháp luật dai dẳng và trắng trợn lên bìa báo của mình. Bìa báo chính là bàn thờ của mỗi tờ báo, nơi thể hiện chính kiến quan điểm của tờ báo với xã hội và công chúng. Dẫu cả làng báo đều biết những năm nay tờ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xuống dốc cực độ, đời sống nhân viên và phóng viên rất thảm, cho nên kiếm quảng cáo báo xuân cũng là mục đích chính đáng. Nhưng cho dù việc kiếm tiền để nuôi nấng cái Tết cho anh em có quan trọng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không một tờ báo nào có đủ tự trọng lại trơ trẽn đi bán chính cái bàn thờ của nhà mình đến như vậy. Hay đây mới chính là tôn chỉ và mục đích của những người điều hành của tờ báo này? Câu hỏi được đặt ra.